Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một bài phân tích về loại chuồng gỗ này. Loại chuồng gỗ này nó có gì đặc biệt và tại sao mình có chuồng sắt rồi mình vẫn phải sử dụng thêm chuồng gỗ? Vậy xem ngay video này để xem mình phân tích loại hay, nhược điểm, khuyết điểm và ưu điểm của nó như thế nào. Let's go. Đây, gỗ, vật liệu đã đi theo mình mấy triệu năm. Tại sao nội thất, nhà hoặc những cái vật dụng quý giá khác cũng làm từ gỗ? Gỗ nó mang tính chất tự nhiên. Thì khi mình đưa con bác vào một cái chuồng gỗ, các bạn sẽ cảm thấy nó mát mắt hơn. Mát mắt nghĩa là mình xem nó dịu mắt hơn, nó thoải mái hơn. Khi mà mình để vào một cái chuồng sắt, nhôm hoặc gì, mình chắc chắn các bạn sau tấm lưới đây các bạn xem làm sao mình làm chuồng sắt mà làm bằng lưới sắt. Sau tấm lưới này thì bạn nhìn một con igu sau tấm lưới nó sẽ không thể nào mà nó thoải mái hơn là một cái tấm kiến được. Mình nói tới cái kiến là nói tới cái mặt tiền của nó. Mặt tiền của nó đã được nâng cấp lên tầm mặt tiền kiến. Có khóa luôn các bạn, khóa. Mặt tiền kiến này giúp mình khi mình để thú cưng này nó an tâm hơn. Đó là một cái sự nâng cấp của nhà sản xuất. Lúc trước mình dùng mặt tiền mở như mở cửa gì, bản lời thì cái bản lời nó không chắc chắn. Cái bản lời nó không có chắn nhiều thời gian mình mở lên nhiều. Dùng cái gì vậy nó cũng có tuổi thọ. Và khi mà nó là tới tuổi thọ nhất định của nó thì nó sẽ không chắc chắn, nó sẽ bị lơ. Thì nếu mà một người dùng họ không biết nâng cấp, họ không biết sửa bản lề đó thì coi như tao quăng cái chuồng này. Nhưng mình phải nói tới là điểm thứ ba này, cái chuồng gỗ, cái giá thành nó rất là hợp lý, phù hợp với mọi anh chị em nào đang đi làm hoặc sinh viên hoặc đang học mà vẫn mê về nuôi thú cưng thì chuồng gỗ là một lựa chọn rất là hợp lý khi đầu tư, vừa tốn tiền, mắc lắm và có nhiều kích thước thước cho bạn lựa chọn thay vì chuồng sắt là bạn phải đi hàng, phải đi đặt nó mất tiền, hoặc là những cái chuồng làm sẵn thì nó lại không đúng kích thước bạn mong muốn. Thì đây, chuồng gỗ là một cái đáp ứng được nhu cầu, bạn muốn size nào nhà sản xuất có thể làm cái size đó cho bạn. Ví dụ như mình đang giới thiệu bạn chuồng của Terrarium Shop ha. Thì quay lại sản phẩm gỗ, nó dễ dàng, nó nổi đây bên Terrarium Shop làm một cầu thang cho thú cưng. Nếu mà bạn làm một cái chuồng sắt, bạn đi hạng cái cầu thang này để tốn cực bao nhiêu công, đúng không? Gỗ thì dễ dàng đó, mình đang nói đó, cái tiền của cái gỗ rất dễ thi công, dễ lắp đặt, dễ lắp ráp. Ok, thứ hai, chuồng gỗ khi mà được nâng cấp cái tư kiến này đó, bạn thấy con bé rất là thoải mái khi nằm ở trong. Mình lấy ví dụ một em bé cho bạn. Đây, các bạn nhìn em bé trong cái chuồng gỗ nhìn nó rất là mắt, nó không có giống như cái chuồng sắt mình làm. Cái sắt nó làm cho mình nó cảm thấy nó tù túng, nó không giống như bị nhốt. Khi bạn để ở chuồng gỗ đây, khóa lại, có khóa là an toàn, thì bạn sẽ cảm thấy nó mát mắt hơn. Chất liệu gỗ, thực ra vấn đề mà nhiều bạn thắc mắc nhất, ổ gỗ mà để ngoài trời nó như thế nào? Thì đó, gỗ mà ngoài trời nó mục đó bạn, bạn nói đúng rồi đó. Để ngoài gỗ ngoài trời nó sẽ mục, nó sẽ thoát ra, nhưng mà bao lâu? Bao lâu nó sẽ mục? Bạn đã thấy một cái chuồng gỗ mục sau thời gian sử dụng bao lâu? Mình mua cái chuồng, tại sao mình yêu cầu làm bằng gỗ?
Thứ nhất, mình sẽ nuôi nó sẽ lớn. Khi nó đạt một cái kích thước vừa cái chuồng, mình sẽ thay cái chuồng khác. Nên chuồng gỗ đáp ứng cho mình. Thứ nhất, đầu tư ít, mình sẽ bỏ một khoản tiền nhỏ để mình đầu tư cái chuồng. Con này nó mau lớn, nó khi mà nó lớn rồi mình sẽ thay một cái chuồng khác, mình sẽ mất ít tiền hơn. Cái chuồng này có thể là mình vứt nha, mình vứt cũng được, mình không có tiếc. Không có tiếc hơn là cái chuồng mình phải làm bằng sắt hoặc bằng nhôm, bỏ ra 1 triệu mấy 2-3 triệu 4-5 triệu để làm cái chuồng. Xong rồi khi mà nó không vừa rồi, mình phải đắn đo suy nghĩ coi cái chuồng nó sẽ đi thế nào, nhức đầu lắm nha. Thành ra nếu mà bạn đã yêu cầu chuồng gỗ rồi, khi mà nó đạt được cái kích thước vừa cái chuồng rồi hay chật rồi, bạn vứt bạn cũng sẽ không tiếc. Đó là cái ưu điểm. Nhược điểm như mình vừa nói rồi, nó mình nói là nó sẽ hư, nhưng với thời gian bao lâu? Bạn ở ngoài trường mày mưa mày nắng rồi bạn có buồn buồn lấy đồ gõ nó thử nó coi chắc không, hay là bạn khoan nó coi nó đặt không, hoặc nhiều bạn còn nói ủa rồi gỗ này cái kiến này nó mất công. Mình thấy rất là nhiều anh để hồ cá ngoài trời, mình chưa thấy cái hồ cá nào để nó tự nứt. Bản thân mình chưa thấy hồ cá nào để nó tự nứt, mà tự nứt mà nứt bể mình cũng chưa thấy luôn. Vậy nhiều khi bạn đặt mấy câu hỏi mình cũng không biết trả lời thế nào. Cái tấm kiến này nó tự nứt không? Không. Mình nói tới cái lưới bảo vệ. Cái lưới bảo vệ này các bạn đang thấy là loại lưới nhựa công nghiệp. Thực ra cái lưới bảo vệ này, mình nói thiệt nha, lưới bảo vệ này nó còn không bền bằng gỗ. Cái lưới bảo vệ này không bền bằng gỗ, nhưng mình vẫn xài là tại sao? Mình yêu cầu nó xài không lâu, mình không phải là yêu cầu ấy cái lưới này nó phải tồn tại 3-4 năm để tôi nuôi con thú này 3-4 năm trong đây, không. Em đặt cái xe này, em đặt con thú, em nuôi con thú, nó vừa cái chuồng, bạn cảm thấy nó chật rồi, mình sẽ thay cái chuồng khác. Vậy cái lưới này nó sử dụng được 1-2 năm thì nó đã đạt được cái size mà mình muốn rồi, mình thay chuồng khác thôi. Mình đâu có vấn đề nặng gì cái lưới lắm đâu. Hoặc nếu mà bạn muốn nha, mình đang nói cái lưới nhựa, hoặc nếu mà bạn muốn mà xài mà vĩnh cửu luôn, mình xài lưới inox rẻ hơn nữa, có lưới mạ, lưới kẽm nhúng nhựa, lưới kẽm nhúng nhựa. Thì xin lỗi bạn nha, 4-5 năm mình đảm bảo cái chuồng 4-5 năm vẫn còn cái lưới đó, nó bền mà nó đây là, mình đang nói lưới kẽm này thôi, mình đã xài 5 năm, mình đã làm cái chuồng này là mình đã làm hư về cái khung bị sét á, nó mục, cái khung bị sét nó mục rồi, mình làm cái một cái khung sườn mới. Và cái lưới này nha, cái lưới này nè là lưới cũ, lưới kẽm là lưới cũ. Thật ra nên nếu mà bạn không phải đầu tư một cái lưới inox, bạn làm lưới kẽm nhúng nhựa cho cái khung này, mình không thiệt, mình dám thề với bạn 4-5 năm không biết nó hư không. Nếu mà không có tác động cũng như là chọt hay phá hay một cái gì đó rơi vào cái lưới này, nó chỉ để đúng mục đích của nó là nuôi thú thôi. Các bạn đang thấy em albino của mình, em này là 1, 2, 3, 4, 5, mình cho là 1m1 nha, hơn 5 găng tay ha, mình cho là 1m1 cho chặn. 1m1 nó đang nằm trong cái chuồng, 1, 2, 3 găng tay này là chỉ có 6 tấc thôi. Mà bạn thấy không, nó vừa đủ, nghĩa là 6 tấc này bạn có thể nuôi một cái con igu 1m hơn. Vậy vấn đề ở đây kích thước chuồng là như mình vừa nói, bạn chỉ cần nuôi một em igu vừa kích thước này, chuẩn bị mua cái chuồng mới cho nó là vừa. Một ưu điểm mà mình không thể không nói tới của chuồng gỗ, nhẹ, một tay là mình bưng được rồi các bạn, một tay mình xoay cho bạn. Tùy vào mục đích sử dụng của mọi người, chất liệu là như thế nào, mục đích của bạn sử dụng như thế nào, và bạn thời gian bạn sử dụng bao lâu, đó là do mình chọn
mình phải hiểu mục đích của mình, sản phẩm của mình đã mua, mình phải tin vào sản phẩm của mình. Đừng để những cái chiều hướng khác. Nhiều bạn mình hỏi, tại vì mình gặp rất là nhiều câu hỏi, thí dụ như là: ủa anh, em lỡ mua cái chuồng như thế này, em lỡ mua cái chuồng như thế kia, vậy như thế vậy em mua thế nào nó mới như vậy? Ủa bạn đã mua rồi, mình đã mua về nhà rồi, bạn hỏi mình thêm một câu hỏi nữa, mình đã mua như thế này rồi, vậy như thế nào thì vừa ý? Bạn mua rồi là bạn đã vừa ý rồi, bạn mới mua chứ. Mình đã tin vào sản phẩm của mình, đó là mua ra là sản phẩm của mình, nó bây giờ nằm trong nhà mình là sản phẩm của mình, thì mình phải tin vào lựa chọn của mình chứ, đúng không? Đừng gói, đừng quá nghe những gì trên mạng nó nói xong rồi bạn gói, rồi bạn sẽ nghĩ là cái niềm tin là mình đặt vào cái sản phẩm lúc mình mua nó không đúng nữa. Bạn tự làm gói mình thôi, chứ thực ra là sản phẩm nào cũng có mục đích của nó, xài đúng mục đích, xài đúng chức năng, mình bảo đảm bạn sẽ vừa ý. Thôi video dài, chúc bạn sẽ ưng ý với những sản phẩm bạn đã chọn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt.